Người sản xuất Lưu Yến Minh, Du Vinh Quang. Biên kịch Dương Quyền, giám chế Du Vinh Quang. Đạo diễn Lưu Phùng Thanh. Với sự tham gia của các diễn viên Du Vinh Quang, Đường Quốc Cường, Trương Mặc, Dương Lực Cả, Phùng Lịch, Đường Du Hồng, Hứa Ngưng, Hứa Dạng Thu và một số diễn viên khác. Bí ẩn. Tập 23. Đợi đã. Định bỏ đi hả? Theo tôi về sở cảnh sát. Có lý do không? Người của ông họ Mã đã tấn công tôi. Đó là chuyện của hắn, không liên quan đến tôi. Hôm nay tôi đến đây đánh cờ cả buổi, Thành Húc chính là nhân chứng. Nhưng hắn là người của ông. Từ tổng tham trưởng, nếu nói như cậu vậy, một khi có ai phạm tội, bắt cả cha mẹ con cái của họ sao? Thời buổi hiện nay còn có tội tru di cửu tộc hay sao? Thì chính ông sai khiến hắn. Có tàn chứng không? Có nhân chứng không? Nếu có, cậu có thể giải tôi đi ngay bây giờ. Tôi, mọi người đều biết hết. Mọi người đều biết. Muốn buộc tôi thì thiếu gì cách. Ông không cần lo thối với hắn. Cháu là tiên sinh, đi thông thả, tôi không tiện. Chuyện hôm nay tôi mong ông biết khó mà dừng tay đi. Tôi già rồi, có những chuyện tôi không muốn biết. Ông ấy sao, lão đại à, sao anh không cho tôi bắt hắn vậy? Hắn nói rất đúng, tuy Vũ Khúc có tội nhưng không có bằng chứng buộc tội ông ấy sai khiến. Không có bằng chứng, chúng ta có thể tùy tiện bắt người sao? Nếu các anh cảm thấy khó xử, để tôi ra tay. Tiêu Phong, hiệp dĩ võ phạm kỵ. Thời buổi hiện nay cần tấm lòng hiệp khách, không cần đao của hiệp khách. Tại sao lại hạ sát Vũ Khúc? Chẳng phải cần bắt sống sao? Ây giờ lão đại à, tại anh không biết thôi, không bắn chết cũng không được. Anh thấy hắn mập như vậy nhưng mà hắn rất nhanh nhẹn à. Hôm nay may mà có chị em nhà họ Lạc, nhất là Lạc Hồng Thành á. Nếu như cậu ấy không mạo hiểm giữ chân hắn một hồi hả, thì hắn sẽ chạy mất thôi á. Vậy giờ họ đâu rồi? Họ đang trò chuyện với cái cô lãnh gì đó. Đúng rồi, chuyện đáng ngạc nhiên hơn là cô lãnh đó. Anh đừng hiểu lầm cô ấy, cô giúp chúng ta đó. Bảo vệ bọn trẻ cho tôi. Ê, lão đại, lão đại à. Hả? Được rồi, cô về với lão gia đi. Nhớ kỹ, nói tôi và Lạc Hồng Anh đã phản bội, cho nên ông chủ Mã mới chết. Cô còn chuyện gì để nói không? Cậu... cẩn thận. Đệ đã,
Nếu cô ấy về nói như vậy, cứ làm theo cách của em. Về đi. A Thành. Thần đó. Về đi. A Thành, em đã đưa cô ấy đến chỗ chết à? Em biết. Cô ấy thật lòng với em đó. Em cũng biết. Nể tình cô ấy thật lòng đối xử tốt với em. Em cho cô ấy một con đường sống đi. Không được. A Thành, bây giờ vẫn không thể cho lão gia biết chúng ta đã phản bội hắn. Vì vậy cần phải hy sinh cô ấy. Nhất định phải có cách khác mà. Em nên nhớ rằng, sống trên đời này muốn tìm một người thật lòng với mình không dễ đâu. Bây giờ em làm như vậy, sau này nhất định sẽ hối hận. Không được. Sự hy sinh của cô ấy là cách tốt nhất. A Thành, em phải biết rằng chứ gì em cũng biết cả. Em biết cô ấy thật lòng với em. Nếu như em không mắc phải chứng bệnh như vậy, em sẽ cho cô ấy một con đường sống. Nhưng bây giờ không được, em không còn thời gian nữa, chị có hiểu không? Thời gian còn lại của em không nhiều. Không phải em không cần đến tình cảm, mà là em không thể nào đón nhận nó. Cho dù em giỏi bao nhiêu, cũng không thể thoát được cái chết. Đây chính là số phận. Em chỉ có thể chọn lựa như vậy. Bây giờ em có thể đưa chị và cô ấy rời khỏi đây, sống một cuộc sống yên ổn giản dị. Nhưng em không cam lòng, cho nên em đã chọn con đường khác. Em phải tận dụng thời gian có hạn, đánh bại Châu Vĩnh Hòa. Em phải đứng trên đỉnh cao nhất. Bây giờ em đã chọn lấy sự nghiệp, buộc lòng em phải từ chối tình cảm. Do đó cô ấy phải hy sinh. Tuy đây là một cách làm vô tình nhất, nhưng nó là đường tắt của kế hoạch chúng ta. Con đường đi tới đỉnh cao chỉ dành riêng cho một người thôi. Con người có tình cảm không thể lên đến đỉnh được. Cậu đứng trên đỉnh cao thì có được gì đâu. Trèo cao té nặng. Sự hy sinh đó có ý nghĩa sao? Có ý nghĩa hay không, lúc đó anh sẽ hiểu. Thành đại ca, những lời tôi vừa nói chắc anh đã nghe hết rồi. Đó là lời thật lòng của tôi. Chắc bây giờ anh đã tin tôi thật lòng muốn hợp tác với anh đánh bại Châu Vĩnh Hòa, sau đó thay thế ông ấy. Sức khỏe như tôi đây, anh có cần lo lắng không? Hãy cho tôi biết Châu Vĩnh Hòa ở đâu. Chúng tôi cũng muốn biết. Bây giờ nói còn kịp cứu mạng cô ấy. Nói cho anh ấy biết coi như là thành ý của chúng ta. Nói đi, tôi chờ cô trả lời. Ông đã có đáp án rồi, còn kêu tôi nói gì nữa? Tôi muốn nghe chính miệng cô nói ra. Cô Lãnh à, bao nhiêu năm qua tôi xem cô như tâm phúc của tôi vậy. Rất tiếc tôi vẫn nhìn lầm người. Cô nghĩ tôi nên làm thế nào đây? Thành tiên sinh, lẽ ra bây giờ anh nên đưa tôi vào phòng giam mới đúng. Tại sao lại đưa tôi đến đây? Cấm miệng. Tại sao lại nói nhiều như vậy? Thành đại ca, chúng tôi đưa cô đến đây là có nguyên do quan trọng và hợp lý. Lão đại, sao đưa cổ về đây vậy? Nếu tôi không đến kịp lúc, cô đã chết rồi. Tôi không hiểu. Châu Vĩnh Hòa đang chuẩn bị ra tay giết cô. Tôi không hiểu anh nói gì.
Những chuyện phạm pháp mà chúng tôi làm, lão gia hoàn toàn không biết gì hết. Tới nước này mà cô còn binh vực hắn sao? Người đâu? Dễ cô vào phòng giam. Dạ. Đây. Đi. Lão đại, nếu nói như vậy chúng ta vẫn chưa có bằng chứng để bắt Châu Vĩnh Hòa. Anh cảm thấy người đáng sợ nhất là Châu Vĩnh Hòa hay sao? Đi, bỏ lên. Đi. Lão đại. Ê. Lão đại. Ê. Thật ra ai đáng sợ nhất? Chẳng lẽ người đó là tôi sao? Ê. Làm hết hồn hết vía. Tôi muốn vào thăm cô Lạnh. Cô Lạc à, cô dùng nước. Cảm ơn. Cô không sao chứ? Không sao. Làm phiền anh, tôi muốn ngồi đây chơi một lát, sẵn tính chút chuyện. Không sao, cứ tự nhiên, cứ tự nhiên, cứ tính đi ha. Cảm ơn. Sao khuya như vậy mới về? Điều. Ông gọi là Hồng Thành lên lầu cho tôi. Tôi chờ hai người ngay trước cửa Lâm Thạc Thạch gặp nàng. Thành Húc. Ủa, như vậy là sao? Đến rồi. Cậu sao vậy? Vừa rồi rõ ràng tôi nhìn thấy cậu lên lầu mà. Sao cậu lại đi lên đây thêm lần nữa? Đừng vội. Là Hồng Thành, chuyện đầu tiên tôi muốn báo cho cậu biết là cô Lãnh đã bị bắt. Cô ấy không nói gì cả. Còn nữa, thật ra cô ấy hiểu sự sắp xếp của cậu như thế nào, nhưng cô ấy cam lòng làm như vậy. Đã xảy ra chuyện gì? Thôi được, đến chuyện thứ hai. Lão Triệu, hôm qua tôi đã hứa với ông, hôm nay tôi sẽ kể cho ông nghe ai là hung thủ giết hại Lâm Thạc Thạch. Bây giờ đã đến lúc rồi. Nè, có cần mời Từ Sơn, cảnh sát và mọi người đến đây không? Không cần, chỉ cần ba người thì đủ. Trước khi tôi nói về tên hung thủ, tôi xin trả lời trước câu hỏi của ông. Vừa rồi ông nhìn thấy tôi lên đây, sau đó tôi lại xuất hiện ngay sau lưng hai vị, hoàn toàn không hiểu tại sao. Ông hỏi tôi tại sao lại lên đây thêm lần nữa, đúng không? Đúng vậy. Đáp án rất đơn giản. Vừa rồi tôi lên lầu, sau đó đi qua phòng kế bên. Hả? Và rồi ông cho rằng tôi lên đây thêm lần nữa, tại sao vậy? Tại vì trên lầu, ngoài phòng này ra, những căn phòng còn lại không có một ai ở. Tiềm thức của ông cho rằng những căn phòng còn lại không thể có người ra vào. Đây chính là thủ đoạn mà tên hung thủ đã sử dụng. Ông còn nhớ hôm Lâm Thạc Thạch bị hại, tôi lên lầu thấy cô ấy bị hại, sau đó thì mọi người xuất hiện. Nguy rồi, bởi người ta xảy ra án mạng rồi. Đó chính là chuyện mà tôi không hiểu. Tại sao hung thủ có thể lên xuống ngay trước mặt tôi nhưng không bị tôi phát hiện? Bây giờ thì có đáp án rồi. Sau khi tên hung thủ giết hại Lâm Thạc Thạch đã đi qua phòng bên cạnh, sau đó chờ mọi người đến đây rồi, hắn thừa lúc hỗn loạn từ phòng bên cạnh bước qua đây. Cái chết của Lâm Thạc Thạch làm cho mọi người phải rúng động. Không ai để ý đến hành tung của hắn. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn cũng như mọi chúng ta, hắn từ dưới nhà lên đây. Giúp tôi hiểu rõ được điều này, nên cảm ơn một câu nói tình cờ của chị hai cậu.
Họ đều nói anh biết chơi trò biến phép. Cứ cách một hồi anh lại xuất hiện bên cạnh họ, cách một hồi lại xuất hiện bên cạnh họ, làm cho họ phải ngạc nhiên. Cô nói gì? Tôi nói làm cho bọn trẻ phải ngạc nhiên. Không, tôi hỏi câu trước. Hôm đó tên hung thủ từ ngoài bước vào phòng. Căn phòng đó đã giúp hắn qua mặt được tất cả mọi người. Thấy không? Đây là một cách quá đơn giản, nhưng mà nó vô cùng hiệu quả. Tôi vẫn thấy không ổn. Hôm đó cậu đứng ở dưới sân rửa rau cả buổi trời, ai có thể lên đây được? Có một người được phép công khai lên lầu, và lại làm cho chúng ta không nhìn thấy hắn. Như vậy đâu phải là người nữa. Thật ra muốn làm như vậy chẳng khó khăn gì, đúng không Lạc tiên sinh? Mãi cho đến khi tôi ra ngoài sân thì ông ấy mới bước ra. Từ Sơn là người đến sau cùng, Tiêu Phong và Lạc Hồng Anh ở phía sau giường. Như vậy có nghĩa là kẻ có thể thoát khỏi tầm nhìn của mọi người để trực tiếp đi lên lầu chỉ có mình cậu. Tại vì cậu lên lầu 1 chờ Lâm Thạc Thạch trước khi cô ấy về phòng, cho nên tôi không nhìn thấy cậu. Sau khi giết hại Lâm Thạc Thạch, cậu lập tức trốn sang phòng bên cạnh. Chờ đến khi chúng tôi phát hiện cái chết của Lâm Thạc Thạch, sau đó thừa lúc hỗn loạn, cậu mới bước vào từ phòng bên cạnh. Như vậy cậu có thể tạo cho mình một bằng chứng ngoại phạm. Lạc tiên sinh, tôi từng xử lý nhiều vụ án. Thật ra thủ đoạn của cậu rất là đơn giản, nhưng tất cả mọi bước đều nhắm vào điểm mù trong tư duy của người ta. Không thể nào đâu. Không thể nào là cậu ấy được. Cậu ấy có lý do gì mà giết làm tham trưởng chứ. Đừng nói là cậu ấy không có khả năng làm như vậy. Tại sao cậu ấy phải chờ cho tới ngày hôm nay chứ? Tại vì ông... Tôi... Lạc tiên sinh, nếu cậu không phản đối, phiền cậu kéo tay áo lên. Vết sẹo trên tay của cậu từ đâu mà có? Ông trời có mắt, ông trời có mắt. Lý già chúng ta đã có người nối dõi rồi. Cậu xin lỗi đã làm cho ông mừng hụt. Vết sẹo đó là giả. Tôi còn tưởng rằng với bản tính cẩn thận từng ly của cậu, lẽ ra bây giờ cậu vẫn dán vết sẹo giả mới đúng chứ. Không cần thiết. Kỹ thuật hóa trang đó có thể qua mặt anh được sao? Tôi nghĩ không thể nào. Vậy lý do chúng tôi... Năm xưa Vũ Khúc giết gia đình ông, không bỏ sót người nào cả. Lão Triệu. Lẽ ra tôi nên nghĩ ra ngay từ đầu. Chẳng qua tôi chỉ muốn cho mình thêm chút hy vọng mà thôi. Nhưng mà Thành Húc à, tôi vẫn không hiểu được. Cho dù hắn gạt tôi, Vậy có liên quan gì đến chuyện giết hại Lâm tham trưởng? Hôm đó ông nói với hắn một câu, chính là lý do để hắn giết Lâm Thạc Thạch. Hả? Cho Thành Húc tìm được Hòa Thị Bích giao cho Lâm tham trưởng, mọi chuyện coi như xong. Giao cho Lâm Thạc Thạch chẳng phải bản thân Thành Húc bảo quản sao? Lâm Thạc Thạch là cảnh sát, Thành Húc tin tưởng cô ấy, tôi cũng tin tưởng cô ấy. Chính vì câu nói đó tôi mới biết được mục đích thật sự của cậu. Cậu không chỉ muốn đánh bại Châu Vĩnh Hòa, mà cậu còn muốn lấy luôn Hòa Thị Bích. Nếu không, nếu như tôi giao Hòa Thị Bích cho Lâm Thạc Thạch để cô ấy giao cho cảnh sát, vậy thì cậu sẽ không thể lấy được Hòa Thị Bích. Do đó cậu cần phải hạ sát Lâm Thạc Thạch trước khi mọi chuyện được rõ.
Nhưng chiều hôm đó anh vẫn nhìn thấy tôi ở trong phòng và vẫn mở đèn sáng mà. Nếu như anh nói tôi ở trên lầu, như vậy ai đang ở trong phòng của tôi? Không ai cả. Có người ở trong phòng nếu muốn đèn cháy sáng, ít ra có vài chục cách để làm được điều đó. Có hai vấn đề lớn nhất. Nói. Thứ nhất, tôi đã lên lầu từ sớm. Trước đó tôi phải chuẩn bị phương pháp tự mở đèn. Anh không thấy lạ sao? Hôm đó Lâm Thạc Thạch phải dạy học. Tôi đâu phải là thần, làm sao tôi biết cô ấy sẽ lên lầu? Thứ hai, cho dù tôi đoán trước được cô ấy sẽ lên lầu, bố trí tất cả, nhưng mà đừng quên rằng tôi chân yếu tay mềm như vậy, và lại xưa nay Lâm Thạc Thạch rất cảnh giác đối với chị em chúng tôi, làm sao tôi giết cổ được? Hỏi hay lắm. Cả hai câu hỏi đó thật ra chỉ có một đáp án. Hả? Anh nói đi. Tất nhiên cậu không phải là thần, nhưng cậu xác định được chiều hôm đó Lâm Thạc Thạch nhất định sẽ lên lầu, và Từ Sơn sẽ mang hồ sơ đến kho vũ khí bị trộm, một vụ án hệ trọng. Cậu biết chắc Từ Sơn sẽ tìm Lâm Thạc Thạch và Lâm Thạc Thạch sẽ lên lầu để nghiên cứu số hồ sơ này, có đúng vậy không? Làm sao tôi biết Lâm Thạc Thạch nhất định sẽ lên lầu? Tại vì số hồ sơ này, tại vì cậu đã tính toán thời gian rồi kêu chị cậu Lạc Hồng Anh làm. Kho vũ khí bị trộm chỉ là ngoài nổ thôi. Cậu làm như vậy là bước đầu tiên đưa Lâm Thạc Thạch đến chỗ chết. Có thể như vậy, nhưng mà làm sao tôi có thể xác định anh không theo Lâm Thạc Thạch lên lầu cùng một lúc chứ? Đó là cá tính của cô ấy. Cô ấy không cho tôi giúp đỡ đâu. Cậu quá hiểu tính cô ấy mà. Được, cứ cho là như vậy. Nhưng tôi giết cô ấy bằng cách nào? Tôi đã nói rồi, dù sao nó cũng được làm bằng sắt. Đây là thỏi 500 mà tôi vừa mang đến. Tôi đọc lại một lần. Kho vũ khí bị mất gì? Lâm thám trưởng, sẽ ra chuyện lớn rồi. Mấy ngày qua xảy ra nhiều vụ trộm kho vũ khí lắm. Nhanh lên, mau giúp tôi xem xét vụ này đi. Bị mất những gì? Trời ơi, bị mất rất nhiều thứ, trong đó có thuốc nổ, ngòi nổ, súng đạn, 500 nón cối. Nói chung là mất rất nhiều thứ, thiệt á. Tất cả những thứ bị mất đều là quả mù. Thứ mà cậu thật sự cần chính là 500 mà thôi. Một số thỏi 500 bị mất, cậu lấy 500 trong đó chỉ nhằm đối phó Lâm Thạc Thạch. Có lẽ sau này cậu sẽ dùng đến súng ống. Điều quan trọng là cậu thực sự không có khả năng để giết Lâm Thạc Thạch. Người giết cô ấy là bản thân cô. Đừng đùa với Lượng. Tôi có một chuyện muốn xin Lâm thám trưởng. Không nên giao Hòa Thị Bích cho cảnh sát. Tại sao cậu biết chuyện đó? Thì ra mục tiêu của cậu là Hòa Thị Bích. Đúng vậy. Cậu cho rằng tôi có đồng ý với cậu không? Chính vì cô không đồng ý, cho nên tôi mới cần đến nó. Tôi khuyên cậu nên bỏ súng xuống.
rồi xuống gặp Thành Húc nói rõ sự thật. Bây giờ tôi rất bận, không có thời gian tiếp cậu. Vậy thì cô đừng trách tôi. Thiếu trưởng còn nói gì không? Ê Tiểu Nguyên Tử, em nói đi hả? Sau khi tôi phát hiện Lâm Thạch Thạch chết, cậu có thể từ từ bước từ phòng bên cạnh đi qua đây. Và nếu tôi nhớ không lầm, hôm đó cậu là người cuối cùng bước vào phòng này. Tại vì chỉ có cách này sẽ không ai biết cậu từ đâu đến đây. Hôm đó cậu đoán được tôi sẽ không theo Lâm Thạch Thạch lên lầu. Cậu cũng đoán được Lâm Thạch Thạch là con người kiêu ngạo, vốn không cần phải kêu la gì cả. Tất cả mọi nước cờ của cậu, trong bề ngoài thì nó rất mạo hiểm, nhưng thật ra sẽ không gây ra sơ suất. Đó là gì? Chịu nắm bắt rõ tính cách của từng người. Cậu, tôi đi báo cảnh sát. Không cần. Tại sao vậy? Tại sao không bắt cậu ấy? Chẳng lẽ cậu muốn ra tay trả thù cho làm thám trưởng sao? Tất cả những gì tôi vừa nói chỉ là do suy đoán, không có bằng chứng. Nếu như hôm đó tôi phát hiện những nghi điểm này, thì tôi sẽ tìm thấy Nam Châm ngay phòng bên cạnh, và cũng sẽ tìm được thiết bị hẹn giờ mở đèn trong phòng của cậu ấy. Nhưng bây giờ những bằng chứng đó đều không tồn tại nữa. Với khả năng của tôi, không thể bố trí gây án mà không để anh khám phá được, nhưng có thể bố trí gây án không để lại bằng chứng cho anh. Hắn đã thừa nhận rồi. Tôi là nhân chứng. Cảnh sát có thể bắt hắn. Tôi thừa nhận cái gì? Tôi chỉ nói tôi có thể bố trí gây án không để lại bằng chứng cho anh ấy. Tôi có nói tôi giết Lâm Thạch Thạch đâu. Cậu không có. Bây giờ không có bằng chứng bắt cậu, sau này không phải vậy. Những gì mà hôm nay tôi nói ra, một là để nói rõ sự thật, hai mời cậu và Lạc Hồng Anh rời khỏi diện mồ côi. Anh sẽ không đuổi chúng tôi đi đâu, tại vì chúng tôi sẽ cùng anh đối phó với Châu Vĩnh Hòa. Châu Vĩnh Hòa phạm tội sẽ có pháp luật chế tài hắn, có chị cậu hay không cũng vậy thôi, và cậu cũng vậy. Nếu như cậu phạm tội, trốn được một lần, không trốn được cả đời. Nhớ kỹ, không hợp tác với tội phạm là nguyên tắc của tôi. Nếu anh đuổi chúng tôi đi, không may chúng tôi bỏ trốn thì sao? Cậu sẽ làm vậy sao? Cậu chưa lấy được Hòa Thị Bích, cậu sẽ không rời khỏi Long Thành. Một khi cậu phạm tội sẽ không thể thoát khỏi chế tài của pháp luật. Tại sao anh không giữ chân chúng tôi ở lại diện mồ côi cho tiện khống chế? Trước đó cho cậu ở lại là vì cậu không có phạm tội. Còn bây giờ thì khác, tôi không thể giữ một tên tội phạm giết người ở trong diện mồ côi được. Mời cậu. Anh cứ cho rằng người gây án là tôi đi, vậy không liên quan gì đến chị hai của tôi, chị ấy có thể ở lại. Cậu cho rằng tôi tin cô ấy không biết chuyện này hay sao? Không, chúng tôi không thể đi khỏi. Nếu chúng tôi đi khỏi, đối với Châu Vĩnh Hòa mà nói, chúng tôi hoàn toàn không có chút giá trị nào. Chuyện này có liên quan đến tôi sao? Nếu như sau khi kết thúc chuyện này, tôi sẽ nhận tội với anh. Cậu cho rằng tôi dễ mắc lừa như vậy à? Cũng may. Cũng may chuyện gì? Cũng may chiều nay anh nghe tôi nói lời thật lòng. Tôi về sự an toàn cần thiết đã có sự chuẩn bị khác rồi. Thành đại ca, anh nói thử xem, hiện giờ chị hai của tôi đang ở đâu? Vì sự an toàn của Từ Sơn, Thành đại ca, anh nên cho chị của tôi và tôi ở lại đây đi. Cậu định đối phó với Từ Sơn à? Không. Không phải là đối phó, chỉ vì với tình huống như vậy, tôi cần có số vốn trong tay. Có một số vốn có thể phải làm cho anh lay động. Hai người này thật quá đáng. Sao uống sai vậy chứ? Cô làm gì? Vừa rồi tôi thấy sau lưng anh có con mũi. Thiệt hả? Biết làm sao hơn, tôi có duyên mà. Mũi cũng đòi làm quen với tôi. Ủa, mùa này mùa gì vậy ta? Sao có mũi? Sau khi kết thúc sự kiện Hòa Thị Bích, tôi sẽ trả Từ Sơn lại cho anh. Nói thật,
Tôi cũng không muốn giết người đâu. Trừ khi nào bất đắc dĩ, tôi mới đích thân ra tay thôi. Cậu, tôi xin phép về phòng trước. Cậu có từng nghĩ đến Lạc Hồng Anh rất xem trọng cậu? Nếu như tôi bắt cậu để đổi Từ Sơn với cô ấy thì sao? Anh sẽ không làm vậy. Tại vì anh tuân thủ pháp luật. Giả lại anh còn cho tôi ở lại đây nữa. Tại vì Từ Sơn là anh em của anh, anh sẽ không làm chuyện mạo hiểm đâu. Thành Tiên Sinh, tại sao anh không hiểu? Con người mà, một khi đã có tình cảm thì chắc chắn sẽ có nhược điểm. Nếu không có tình cảm, có còn là người không? Cậu phạm sai lầm rồi. Về rồi hả? Dạ về rồi. Không sao chứ? Tôi chỉ bị say sát nhẹ thôi. Chứ thôi lời dặn dò của ông, họ thật sự bị mắc lừa. Tôi sắp xếp cho người trúng đạn chết thai. Bây giờ họ cho rằng tôi đã chết rồi. Lạc Hồng Thanh. Ông đoán không sai. Lạc Hồng Thanh thật sự đã bắt tay với Thành Húc. Hôm nay tôi suýt nữa đã chết trong tay của họ. Làm sao họ biết được bố cục hôm nay của ông? Mục đích chính không phải vì Tiết Diễm, cũng không phải Từ Sơn, mà là kẻ phản bội trong thất tình của chúng ta. Đúng là đứa bé thông minh. Vì thoát khỏi bị nghi ngờ, ngang nhiên hy sinh cô Lãnh, ác độc lắm. Nhưng dù sao hắn cũng quá non trẻ. Cứ để nó tiếp tục lừa gạt tôi đi. Không cho nó lừa gạt, làm sao tôi có thể nhìn thấy Hòa Thị Bích? Ông chủ, để tôi làm cho. Cậu đã chết kia mà. Tốt lắm. Người chết không gây sự chú ý của bất cứ ai. Thân phận như vậy, làm gì cũng tiện hơn. Cô sao vậy? Yeah.